Đây, để vẽ được cung, vẽ một cái cung chẳng hạn, như vẽ cung trong cái cách vẽ tam giác đều ấy, thì giả sử đây tôi cho trước một cái đoạn AB, giả sử đầu vào cho AB bằng 4 đúng không ạ? Đã, bước tiếp theo tôi sẽ dựng đường tròn, tôi chỉ vào tâm này, chỉ vào bán kính này, tôi dựng đường tròn với tâm vào bán kính này đúng không? Đó, sau đó tôi sẽ lấy một điểm ở trên đường tròn này. Giả sử cung tôi cần dựng ở đây, thế nếu mà chẳng hạn cung mà các em định dựng ví dụ nguyên đoạn này thôi thì tôi sẽ lấy một điểm đây nữa nhé, nhưng mà tôi muốn dựng là sẽ dựng từ điểm này đến điểm này chẳng hạn, thì tôi chỉ vào tâm này, chỉ vào điểm này, chỉ vào điểm này. Đó, tôi chọn dựng hình dựng cung trên đường tròn, sau đó ẩn cái đường tròn đi. Đó, bây giờ lại lấy một cái điểm khác ở trên cung này, khi mà chỉ vào cung nó hiện cái màu của cái cung lên, màu đỏ lên thì mới là điểm của cung đúng không ạ? Đây, di chuyển này. Đấy, lại vẽ tiếp, lại chỉ vào tâm cung, lại dựng tiếp cung trên đường tròn, dựng cung đường tròn tiếp. Đấy, bây giờ lại ẩn cái cung ở đây, ẩn cung tròn ở đây. Đấy, vậy thì tôi sẽ vẽ được cái cung này. Để vẽ được thì tôi sẽ tích vào điểm này, tích vào điểm này, tôi chọn soạn thảo, chọn nút điều khiển sự vận động, chọn nhãn, đây là vẽ cung một, ok, vẽ cung một rồi, bấm vào nó chạy đúng không ạ? Thế bây giờ muốn là reset lại cung này thì nháy vào đây, nháy vào đây, nó giống như phần đoạn thẳng mà chúng ta đã làm đấy, và soạn thảo, nút điều khiển sự vận động, nhãn, đây là sẽ reset cung một. Ok, reset cung 1 thì nó như này, vẽ cung 1 thì nó như này, đúng không? Thế vậy bây giờ ta chỉ phải gọi compa ra mà ta cho nó vào thôi, là xong thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ tích vào đây, chọn công cụ compa. Compa. Compa thì nó có... compa. Tích vào đây. Tích vào đây là độ lớn con 3 này, tích vào đây là con 3. Đó. Nó có hiện các đối tượng này. Hiện ra điểm này, đây là điểm con 3 đây đúng không ạ? Còn điểm này ta gắn vào cái này, bôi 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 đỏ tầm 2 này và ta gắn nó vào. Ghép các điểm này vào. Đấy. Đúng không? Cung 3 cho to đi. Đó, bây giờ vẽ cung 1. Đó, đây chính là vẽ cung đấy. Reset. Cung 3 chạy đúng không? Đó. Vẽ cung 1 đúng không? Reset. Vẽ xong thì ta sẽ cho nó ẩn cái cung này đi đúng không? Vẽ vẽ xong à, giờ sẽ xuống đó cho nó ẩn cái compa đi đúng không? Như vậy thì các cái bước đầu tiên là ta sẽ phải làm gì? Ta phải hiện compa trước đúng không? Như này. Các bước đầu tiên là ta sẽ phải cho hiện compa, đây là chỉnh cái này lên. Sâu các đối tượng chính là hiện compa, ta có thể sửa nó thành hiện compa cũng được đúng không? Sau đó vẽ cung 1, vẽ cung 1 sau đó làm gì? Sau đó ẩn cung 3. Sau đó làm gì? Reset lại. Đó. Các cái đối tượng không cần thiết là ẩn nó đi. Ẩn đối tượng. Ẩn nó cái này. À, không phải ẩn, xin lỗi. Nhưng thầy chưa thử ghép cái điểm này đâu, để xem nó có cần ghép không, ghép nó có chạy được không, vì compa nó là tâm, thử xem nào, hai đối tượng đi. Đó, đầu tiên là ẩn hiện nó ra, sau đó vẽ cung,
Đấy, tí nữa ta lại vẽ vẽ một cái cung bên này nữa đúng không? Sau đó nó cắt tại một điểm, sau đó là gì? Sau đó nối ba đỉnh lại thì nó sẽ được là tam giác đều đúng không? Không ba. Đó. Thì xem. Show của đối tượng này. Đó, dùng con ba này vẽ cùng này. Đấy, này, đúng không? Thế bây giờ ta lại vẽ một cái cung bên này nữa, ta lại lấy một con ba nữa. Lấy một cái con ba nữa. Lấy một con ba nữa đúng không? À, muốn trước khi lấy con ba nữa ta lại vẽ cái đường tròn bên này đã chứ. Đấy, vẽ cái đường tròn đây, có tâm đây, bán kính đi qua điểm này đúng không? Tôi cũng phải tương tự, tôi cũng phải lấy một cái điểm ở trên cung này. Đó. Sau đó lại phải làm gì? Điểm ở đây. Xong lại vẽ cái lấy cái điểm này làm tâm. Đó, dựng cái cung này. Đấy, giờ mà ta phải ngược lại đúng không? Đấy, cái điểm trên này. Lấy cái điểm này chỉ vào điểm này. Vì ta lúc này ta lại vẽ cái cùng ngược lại. Đấy, ẩn cái đường tròn đi. Sau lại lấy một cái điểm tiếp ở trên cung này. Lại vẽ tiếp cung này. Đấy, vẽ tiếp cung này đúng không? Lại dựng hình. Lại cung trên đường tròn. Lại ẩn cái cung này đi. Cái con ba này bây giờ cho vào đây. Thử dán xem. Dán điểm này với điểm này rồi. Ghép điểm này với điểm này. Ghép điểm này với điểm này. Đấy. Bây giờ sẽ cho nó chuyển động. À, chưa cho chuyển động đúng không? Điểm này với điểm này. Điểm này với điểm này. Mà chúng ta sẽ soạn thảo này. Nút điều khiển này. Vận động này. Nhãn đây là sẽ là vẽ cung 2 đúng không? Vẽ cung 2. Vẽ cung 2. Đấy. Mà bây giờ cho nó reset cung 2. Thẳng sự vận động nhãn là reset cùng hai reset cùng hai xong sau khi reset xong thì vậy thì ta sẽ đầu tiên là ta sẽ phải là nào ta sẽ phải sau khi mà hai hai cái đối tượng tức là ẩn ẩn con ba một lần thứ nhất này đúng không, ta sẽ vẽ cung hai thì ta lại phải sâu nó ra xong lại vẽ cung hai đúng không, xong lại ẩn đối tượng đúng không, sau đó là reset lại reset cùng một đã này reset cùng hai này. Tượng này đó đối tượng này, này. Đúng không? Vậy bước một vậy chúng ta đầu tiên là gì? Đoạn này ta cho nó bỏ đi đã này
đối tượng như này. Cung 1 đầu tiên ta hiện ở đây, ta vẽ cái vẽ cung 1 đúng không? Xong ta ẩn này. Xong lại hiện lên này. Vẽ cung 2 này. Đấy. Đấy, vẽ tròn tâm vào bán kính chiết đoạn thẳng này đúng không ạ? Cắt tại một điểm này, xong lại ta ẩn này đúng không? Ta hiện được cái điểm này đúng không? Điểm này ta nối vào nữa là xong. Đấy. Kết hợp cái thước kẻ và compa vào thì ta sẽ có được là gì ạ? Kết hợp cái điểm với cái compa vào thì ta sẽ có được là cái vẽ cung này mới lại vẽ cung tròn, mới vẽ đoạn thẳng và ra sẽ vẽ được cái tam giác đều. Đó là cách để chúng ta hình dung cách